Minh Đường Tử Vi hoan hỷ chào đón quý cô bác, anh chị đã đến và quay trở lại với chuyên mục Tử Vi 12 con giáp mới nhất trên kênh Minh Đường Tử Vi ngày hôm nay. Lần đầu tiên, thay mặt cho ban biên tập chương trình, những người làm chương trình, Minh Đường Tử Vi xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị sức khỏe, hạnh phúc, bình an, gặp dự hóa lành, gặp hung hóa cát, phúc lộc đề đa, tiền vào như nước, tiền ra nhổ giọt, giàu sang vinh mạng tới già. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà ban biên tập chương trình Minh Đường Tử Vi đăng tải, cũng như là thấy nội dung video hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận kênh Minh Đường Tử Vi. Chân thành cảm ơn quý cô bác, anh chị. Trong nội dung video ngày hôm nay mà ban biên tập chương trình Minh Đường Tử Vi xin chia sẻ gửi tới quý cô bác, anh chị, đó chính là nội dung như sau. Chấn động, tiên tri báo trước cực chính xác, tuổi Giáp Tý sinh năm 1984, tổ tiên báo mộng, nằm mơ trúng lớn, trúng số phát tài, có 100 tỷ gửi ngân hàng. Đúng 7 ngày tới tháng 6 âm lịch 2024. Lời đầu tiên thay mặt cho những người làm chương trình, Minh Đường Tử Vi xin kính chúc quý khán giả luôn may mắn, mạnh khỏe và thành công trong cuộc sống. Chúc quý khán giả luôn gặp vạn sự lành, phú quý bình an. Quý khán giả thân mến, cuộc sống là một cuộc hành trình vô cùng kỳ diệu, đầy bất ngờ và thách thức. Mỗi người từng trải qua những phút giây của riêng mình, nhưng tất cả chúng ta đều mong muốn một cuộc sống hạnh phúc, thịnh vượng và đầy ý nghĩa. Tuy nhiên, liệu có ai có thể biết chắc chắn được điều đó? Theo những thông tin mới nhất từ các chuyên gia tử vi phương Đông, con giáp tuổi Giáp Tý sinh năm 1984 là những người có tính cách mạnh mẽ, nhanh nhẹn và thông minh. Họ thường có khả năng phản ứng nhanh chóng trước những tình huống khó khăn và có khả năng thích nghi tốt với môi trường xung quanh. Mặc dù có những phẩm chất tích cực đó, cuộc sống của tuổi Giáp Tý vẫn không tránh khỏi những thách thức và vận hạn. 7 ngày tới tháng 6 âm lịch 2024 dường như sẽ là thời điểm quan trọng đánh dấu sự thay đổi trong vận mệnh của họ. Theo dự báo, tuổi Giáp Tý sẽ được hưởng phúc từ tổ tiên và có cơ hội kiếm tiền lớn. Điều đặc biệt là, nếu quý bản mệnh lắng nghe hết những lời tư vấn và chỉ dẫn từ Minh Đường Tử Vi ngay sau đây, đảm bảo rằng cuộc sống của quý bản mệnh sẽ trở nên phong phú và sung túc hơn bao giờ hết. Những cơ hội mới và những thành công lớn có thể sẽ đến với quý bản mệnh nếu quý bản mệnh biết cách tận dụng và khai thác những lợi ích từ vận may này. Vậy, vận trình tử vi chi tiết của tuổi Giáp Tý 7 ngày tới tháng 6 âm lịch sẽ chuyển biến như thế nào? Thì xin mời quý khán giả hãy cùng Minh Đường Tử Vi khám phá và tìm hiểu chi tiết để có thể nắm bắt trọn vẹn vận may này và xây dựng một cuộc sống hạnh phúc và thành công nhất quý khán giả nhé! Kính thưa quý khán giả và đặc biệt là quý bản mệnh tuổi Giáp Tý sinh năm 1984 thân mến, càng đi xa truy tìm thành công thành tựu, anh chị sẽ càng dễ vấp ngã, càng mơ to, ước lớn, làm nhiều mộng lắm, sẽ lại càng đi kèm những rủi ro, những gian truân, mỏi mệt, người bình yên tất ít truy cầu mong mỏi, người lười biếng tất ít suy nghĩ nhọc nhằn và những người không có ước mơ, hoặc không nhiều tham vọng, sẽ chẳng phải đi qua vùng đất hoang tàn, đau thương của sự thua cuộc, nên đừng buồn vì anh chị đã thua. Hãy mừng vui vì anh chị đã dám làm, dám thử, là một Giáp Tý, ắt anh chị đã từng cố, anh chị đã từng chiến, ắt anh chị đã từng ngược xuôi, ắt anh chị đã từng vất vả, là một Giáp Tý. Chắc chắn anh chị có nhiều ước mơ, cũng kèm nhiều tham vọng, cũng từng mạnh dạn hiện thực hóa, dám ngông cuồng một khúc, dám dại điên một đoạn, để theo đuổi những điều phi lý mà ít người ủng hộ anh chị. Nhiều khi là một Giáp Tý, ắt anh chị từng có những phút huy hoàng của bản thân, cũng từng có những giây vinh quang trên đỉnh nhân sinh ngắn ngủi, có những ngày cười, cũng nhiều ngày hân hoan, có những ngày đông vui, thiên hạ nhiều ủng hộ, là một Giáp Tý, ắt anh chị từng khóc nghẹn trong bóng tối hay bó gối, bần thần hốt hoảng chẳng biết làm gì, ngẩng đầu nhìn trần nhà đầy trống rỗng, uống rượu say mềm, nghe nhạc buồn lặng tĩnh không, là một Giáp Tý, ắt anh chị từng vỡ hòa trong đau đớn, người ta coi là chi kỷ lại thình lình quay lưng, người ta từng chẳng tiếc, lại chẳng ngại ngần đạp thêm một chân đẩy ta rơi xuống giếng, đồng tiền bỗng có lúc thật là to. Là một Giáp Tý, ắt anh chị mệt lắm phải không? Vẫn biết rằng, để lớn thì rắn phải lột da, để trưởng thành, để hóa rồng, thì bản thân ta phải dày công nỗ lực như những mảnh da lột khỏi người con rắn, nhỏ đâu có nghĩa là không thấy đau, vết máu, vệt mồ hôi nhòe đi, nhưng tâm can đầu mờ sẹo. Minh Đường Tử Vi sẽ không nói nhiều về dự báo,
cũng chẳng khuyên Giáp Tý nên làm cái gì, vì khuyên nhiều, viết lắm cũng chỉ vậy, nên chỉ nhắn lại với các anh chị vài điều này. Đầu tiên, cái các anh chị muốn làm vậy thì cứ thế mà làm, anh chị đủ trình độ để làm, đủ khả năng để làm, hiện tại cũng đủ thời vận để làm. Đừng vì thời vận trắc trở vài năm mà nghĩ bản thân ta chỉ là run rế nơi đất khô cằn sỏi. Cái anh chị cần là tin vào bản thân, tin vào chuyên môn, cùng khả năng cảm nhận. Cũng cần giữ một cái đầu lạnh, lạnh như rắn, bình tĩnh như mặt nước, không một gợn sóng để xử lý, để quyết định, để lựa chọn đối sách cho những lựa chọn đang cận kề. Đặc biệt, 7 ngày tới tháng 6 âm lịch 2024, thời điểm vô cùng lợi, anh chị từng làm to hoặc từng làm ăn lớn, hoặc từng mơ to, hoặc từng ước lớn, cũng từng mất lắm, hoặc từng thua nhiều, không sao cả, nhưng mong anh chị quên đi, trở về với cái tâm thế của người đang khởi nghiệp hoặc đang làm lại từ đầu. Nếu anh chị vẫn giữ tâm thế của một người bên trên, hoặc kén cá chọn canh, hoặc chê bài lớn nhỏ, ắt anh chị sẽ bỏ lỡ mất cơ hội nhiều. Người đời tệ bạc là lẽ thường của nhân sinh, người ta thân quen không buồn giang tay đỡ cũng là chuyện chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Nhiều phần anh chị hãy học cách tự đi, cười nhạt với bè lũ đang vây quanh anh chị để thành công, cất lên tiếng nói riêng thay cho anh chị. Chứ việc gì phải kể lể hay muộn phiền về việc ta đã từng tử tế thế nào và họ đã sống như thế nào lại với ta không? Đáng đơn giản chỉ là hai chữ như vậy và luôn nhớ, nếu anh chị là bạn của tất cả mọi người, tức anh chị là kẻ thù của chính bản thân mình, học cách sàng lọc, lựa chọn một chút, sẽ đưa đường đời anh chị rộng mở nhiều hơn. Có một câu nói nổi tiếng thế này, nếu anh chị không thay đổi, bản thân sẽ không có gì thay đổi cả, nhưng phải nhớ, thay đổi nhưng từ từ chậm rãi thôi, vì định hướng là thứ quan trọng hơn là dục vọng tốc hành, chỉ cần anh chị chọn đúng thì anh chị sẽ đi đúng và có mục đích đến đúng. Còn nếu anh chị chọn sai, dù có đi nhanh, chảy máu, thì cuối cùng nơi anh chị tới vẫn cứ là không chuẩn. Trước khi đi vào phần luận giải tử vi chi tiết, ta hãy cùng ngắm lại về vận mệnh cuộc đời và đôi nét trong tính cách riêng của những người tuổi Giáp Tý sinh năm 1984. Giáp Tý thường là người tiên phong, dẫn đầu trong công việc, họ có tài lãnh đạo và luôn đóng góp những ý tưởng độc đáo, sáng tạo. Khi làm việc tập thể, họ sẵn sàng đối mặt với những khó khăn để đem lại thành công, sự giàu sang cho mình. Họ sẽ không bao giờ hứng thú với những công việc nhàm chán, đơn giản. Giáp Tý muốn thử sức mình trong những lĩnh vực khó khăn, khắc nghiệt hơn, họ dành cả đời để theo đuổi tiền bạc và địa vị. Nếu như không có hai thứ đó, cuộc sống của họ tưởng chừng như không còn ý nghĩa. Giáp Tý nhanh nhẹn, thích nghi với sự thay đổi của hoàn cảnh, làm công việc gì họ cũng nhất định phải đạt được thành công như ý mới thôi. Họ tuyệt đối không để mình thua kém một ai, đôi khi những tham vọng về công danh, địa vị, tiền bạc khiến cho họ trở nên thực dụng trong mắt mọi người. Giáp Tý giỏi trong việc kiếm tiền, nhưng họ không chi tiêu hoang phí, ngược lại còn rất tiết kiệm. Họ là những người cởi mở, thân thiện trong cuộc sống, luôn tốt bụng, giúp đỡ mọi người xung quanh. Họ có khả năng điều khiển cảm xúc, hành động của bản thân, không bao giờ mất tự chủ trong nóng giận. Bởi vậy, họ xây dựng được nhiều mối quan hệ thân thiết, gắn bó. Giáp Tý có trí nhớ khá tốt, điều đó khiến họ thu thập và lưu trữ được một lượng thông tin khổng lồ. Hãy hỏi Giáp Tý về bất kỳ lĩnh vực gì thì họ sẽ chia sẻ một cách cởi mở nhất. Nếu như bạn đang lo lắng sợ họ sẽ gặp nguy hiểm, thì tốt hơn bạn nên lo cho bản thân mình, bởi bản năng của những người này là chinh phục khó khăn, thử thách nguy hiểm. Giáp Tý thực sự là những con người của công việc, họ lúc nào cũng trong trạng thái suy nghĩ, bận rộn. Những người này thích nhận xét, đánh giá và chỉ đạo người khác. Điều đó đôi khi khiến đối phương cảm thấy khó chịu, tức giận, nhưng đã là thói quen thì dường như Giáp Tý khó có thể thay đổi được. Giáp Tý cẩn thận và nghiêm khắc trong công việc, nếu trở thành người lãnh đạo, họ sẽ giám sát nhân viên của mình rất kỹ càng. Không một hành động sai trái nào có thể lọt được qua tầm mắt của họ. Họ tuyệt đối không thích ưa nịnh và không bao giờ hợp tác với những người lười biếng, há miệng chờ sung. Họ không bao giờ chi tiêu một cách hoang phí. Trong mắt mọi người, Giáp Tý rất cẩn thận và chặt chẽ. Chẳng ai có thể lấy đi bất cứ thứ gì của họ. Giáp Tý rất kín đáo, nếu là những chuyện bí mật thì họ sẽ không chia sẻ ra bên ngoài. Họ sống giàu tình cảm, yêu thương, quan tâm, chăm lo hết mực cho gia đình của mình, dù rất bận với công việc. Nhưng họ luôn biết cách sắp xếp thời gian để bên cạnh gia đình, tận hưởng không khí ấm áp hạnh phúc. Sau đây là tổng quan vận trình tử vi 7 ngày tới tháng 6 âm lịch 2024 của người tuổi Giáp Tý sinh năm 1984. Tử vi 7 ngày tới tháng 6 âm lịch của 12 con giáp nhận thấy, thời điểm này người tuổi Giáp Tý lâm đất đế vượng. Công việc tiến triển khá thuận lợi, được quý nhân giúp sức, có thể gặt hái không ít thành quả tốt đẹp. Tử vi 7 ngày tới tháng 6 âm lịch của tuổi Giáp Tý cho biết, phương diện tài lộc có nhiều điểm sáng, thứ tài khởi phát mạnh mẽ.
tạo thời cơ tốt cho những người làm trong lĩnh vực kinh doanh, buôn bán, đầu tư, nhân cơ hội tốt đẩy mạnh kinh doanh, hứa hẹn thu nhập tăng cao. Có điều dấu hiệu bị lừa đảo, mất cắp, mất trộm tiền của, đồ quý giá trong thời điểm này rõ rệt, tuổi Giáp Tý nên quản lý túi tiền của mình thật chặt. Có được nguyệt lệnh nâng bước đào hoa nhân duyên Giáp Tý cực vượng, người độc thân sớm tìm được đối tượng tâm đầu ý hợp, các cặp đôi tính chuyện hôn nhân đại sự, vận đào hoa của người độc thân vượng phát, đa phần đều là đào hoa lành, thúc vượng nhân duyên, bản mệnh dễ gặp được người tâm đầu ý hợp, thậm chí tình cảm phát triển tốt đẹp tới mức có thể tính tới chuyện hôn nhân đại sự. Các cặp vợ chồng có dịp hóa giải mâu thuẫn, hâm nóng tình cảm bằng sự quan tâm, chăm sóc tỉ mỉ hay một vài chuyến đi du lịch xa. Sức khỏe tuổi Giáp Tý trong thời điểm này ổn định, hầu như không bị bệnh tật nghiêm trọng. Có điều lưu ý ảnh hưởng của thiên cầu hung tinh có thể gây ra thương tật tay chân bất ngờ do té ngã hoặc va chạm xe cộ. Sau đây là luận giải vận trình tử vi chi tiết trên từng phương diện chính cuộc sống của con giáp tuổi Giáp Tý sinh năm 1984, đúng 7 ngày tới tháng 6 âm lịch 2024. Xét về phương diện tài lộc của tuổi Giáp Tý sinh năm 1984, đúng 7 ngày tới tháng 6 âm lịch. Tử vi 7 ngày tới tháng 6 của 12 con giáp cho thấy, lúc này, tuổi Giáp Tý sẽ dành phần lớn thời gian để lên kế hoạch chi tiết cho những dự án cá nhân và kế hoạch quản lý tài chính. Bạn sẽ cần phải hạn chế như mua sắm các món đồ xa xỉ, vì đây là lúc các khoản tiết kiệm và đầu tư nên được ưu tiên. Bên cạnh đó, một vài cơ hội kiếm tiền sẽ đến, vậy nên đừng cho đi tài năng của mình một cách miễn phí. Những gì bạn nổi trội cũng đều có thể kiếm tiền, đừng xem đó là chuyện đương nhiên. Thực thần ghé thăm mang lại cho bạn những buổi gặp gỡ ra tiền, cho dù đang ngồi ăn cũng nghĩ ra những ý tưởng hay ho để thực hiện. Những người bạn cũng có thể là bạn làm ăn trong tương lai, nếu hai người cùng chung chí hướng. Xét về phương diện công danh, sự nghiệp của tuổi Giáp Tý sinh năm 1984, đúng 7 ngày tới tháng 6 âm lịch. Trong thời điểm này, bản mệnh dồn hết tâm sức cho sự nghiệp của mình. Tuy nhiên, nếu đặt công việc lên trên tình cảm và sức khỏe là điều không nên đâu tuổi Giáp Tý nhé. Nếu có thể, nên tìm giải pháp cân bằng hơn bằng việc lên kế hoạch, xác định thời gian cho từng việc. Đây cũng là thời điểm thích hợp để bạn bày tỏ quan điểm cá nhân đối với đồng nghiệp trong công việc. Điều này sẽ mang lại những kết quả bất ngờ. Tam hội còn mang tới những cơ hội hợp tác thành công để bản mệnh cảm thấy tự tin hơn trong việc ký kết và cùng làm ăn với những người phù hợp, có chung mục tiêu và ý tưởng. Không chỉ có thế, việc tham gia một vài hoạt động ngoài trời sẽ giúp bạn lấy lại năng lượng. Biết đâu bạn sẽ nhận ra sức mạnh tiềm ẩn bấy lâu của mình trong công việc chuyên môn, bạn sẽ nhận được thử thách mới khá thú vị. Một người đồng hành mới sẽ thắp sáng tâm trạng u ám của bạn ở thời điểm này. May mắn là tư duy của bạn cởi mở, nên bạn sẵn sàng lắng nghe, cân nhắc thêm chứ không cố tình gạt đi nhanh chóng. Xét về phương diện tình duyên, gia đạo của tuổi Giáp Tý sinh năm 1984, đúng 7 ngày tới tháng 6 âm lịch. Tử vi 7 ngày tới tháng 6 âm lịch của tuổi Giáp Tý cho thấy, trong thời điểm này, việc quản lý cảm xúc được xem là một trong những ưu tiên hàng đầu của bản mệnh. Trong trường hợp nếu phải bộc lộ cảm xúc của mình, bạn hãy cân nhắc và thật cẩn trọng. Thời điểm này có dấu hiệu có lộc con cái, có lợi ích cho sự sinh nở. Nếu ai đang có kế hoạch bầu bì thì đây là thời điểm cực kỳ lý tưởng. Những lúc hai người xảy ra tranh cãi nho nhỏ thì bạn cũng nên dành thời gian để suy ngẫm lại những mong muốn của mình. Trong mối quan hệ tình cảm hiện tại, điều gì khiến bạn trăn trở, hãy nhớ rằng bạn không nhất thiết phải tỏ ra quá mạnh mẽ. Việc chia sẻ suy nghĩ cùng đối phương sẽ giúp cả hai thấu hiểu và đồng cảm cùng nhau hơn rất nhiều. Xét về phương diện sức khỏe của tuổi Giáp Tý sinh năm 1984, đúng 7 ngày tới tháng 6 âm lịch. Sức khỏe của bản mệnh trong thời điểm này không thực sự như ý. Thời điểm này, bạn dễ bị ho khan, khô mũi, khô da. Bạn nên thường xuyên bổ sung nước đủ cho cơ thể, đừng đỡ khát mới uống. Ngoài ra, thời tiết này rất cần cấp ẩm cho da, nên thường xuyên sử dụng dưỡng ẩm cho cả mặt và cơ thể. Đừng quên chống nắng cho dù có những ngày râm mát, khiến bạn chủ quan nghĩ rằng không cần thiết. Có dấu hiệu của làm việc quá sức, vì khi bạn tập trung, dường như bạn không thể nào dứt ra khỏi công việc được. Hãy cho bản thân được nghỉ ngơi phù hợp để tái tạo năng lượng, đừng để kiệt sức bạn nhé. Nhị hắc nhập cung Đông Nam, nhắc nhở người mệnh này cần chăm sóc sức khỏe nhiều hơn. Điểm báo phong thủy hàng ngày cho thấy, sức khỏe của bản mệnh không được tốt cho lắm, có thể sẽ mắc bệnh liên quan đến đường hô hấp. Tiếp theo sẽ là vận trình tử vi chi tiết 2 tuần cuối tháng 6 âm lịch và cẩm nang vượng vận dành riêng cho tuổi Giáp Tý sinh năm 1984.
tử vi tuần mới, từ ngày 16 đến ngày 23 tháng 6 âm lịch của tuổi Giáp Tý sinh năm 1984. Xem tử vi tuần mới của tuổi Giáp Tý cho thấy, vận trình công việc của bản mệnh hanh thông, bạn gặp được quý nhân giúp đỡ, các mối quan hệ xã giao hài hòa. Nhờ được thiên quý cát tinh chiếu mệnh mà người có quyền thế tới giúp bạn gặt hái được không ít thành công lớn trong tuần, cứ nỗ lực đi, ắt có lúc gặt hái thành quả đặc biệt. Vận trình tài lộc tăng tiến không ngừng là điểm sáng trong tuần của người tuổi Giáp Tý, cả chính tài và thiên tài đều rất dồi dào, là điềm báo cho thấy tiền bạc đang ùn ùn đổ về túi bản mệnh, cơ may tài lộc đã đến, hãy cố gắng hết sức mình nắm lấy vận may mà không phải ai cũng có điều này. Người làm công ăn lương cũng có thêm nhiều nguồn thu, đặc biệt là nguồn thu chính tăng lên khi được chính tài dẫn đường. Công sức bạn bỏ ra không hề nhỏ, mọi chuyện đều tự lực tự cường, có ý thức và trách nhiệm trong công việc nên được đánh giá cao trong tuần. Có sao dịch mã chiếu mệnh, người tuổi Giáp Tý có khả năng phải đi công tác hoặc phải đi lại nhiều vì lý do công việc trong thời điểm này, bôn ba vất vả ngược xuôi, nhưng chưa chắc đã được như ý, bởi tiểu nhân thiên quan vẫn đang án ngữ giữa vận trình sự nghiệp, gây nhiều khó khăn và cản trở cho bản mệnh. Bách Việt chủ mệnh đào hoa báo hiệu, đường tình duyên của bản mệnh khởi phát rõ ràng, với những người đã có gia đình, tình cảm càng ngày càng thêm gắn kết. Thời gian trôi qua không khiến cho tình yêu phai màu, mà càng thêm rực rỡ hơn, những kỷ niệm êm đềm trôi theo năm tháng, đôi lứa bên nhau chẳng gì có thể chia cách. Cẩm nang vượng vận. Quý nhân, tuổi Sửu, tuổi Dần, tiểu nhân, tuổi Tuất, tuổi Tỵ. Màu sắc may mắn, xám, vàng. Con số phát tài, 78, 56, 68. Tử vi tuần cuối tháng, từ ngày 24 đến hết tháng 6 âm lịch của tuổi Giáp Tý sinh năm 1984. Xem tử vi tuần mới, vận trình của người tuổi Giáp Tý có phần khởi sắc hơn so với tuần trước, tuy nhiên, chỉ số hung vận và cát vẫn đan xen, báo hiệu một tuần có thăng, có trầm, có vui, có buồn, bản mệnh cần giữ tâm thái bình tĩnh trong mọi tình huống để không làm quá mọi việc nên. Công việc trong những ngày đầu tuần không nhiều, càng về cuối tuần, lượng công việc gia tăng, kèm theo đó là áp lực tinh thần, tuổi Giáp Tý có thông minh, lanh lợi đến đâu đi nữa, nhưng nếu làm việc độc lập, tách rời tập thể, không được tập thể ủng hộ thì cũng khó mà thành công được. Giai đoạn này, bản mệnh nên dành nhiều thời gian để thiết lập, xây dựng các mối quan hệ xã giao hữu hảo. Khi các mối quan hệ hài hòa, bản mệnh không phải mất nhiều công sức giải quyết chuyện không đâu. Nên nhớ rằng, đã đến cơ quan nên tập trung làm việc, không có thời gian để tranh đấu cho những chuyện lặt vặt, có như vậy bạn mới toàn tâm toàn ý làm việc và đạt hiệu quả cao. Tình hình tài chính khá ổn, không có biến động quá lớn, người làm công ăn lương vẫn mức thu nhập đó, có thêm chút hoa hồng hoặc thưởng nhưng không đáng kể, có thể tìm thêm nghề tay trái để tăng thu nhập. Người kinh doanh, buôn bán có một tuần khá nhàn nhã, các đơn hàng về đều đều, cứ thong dong làm không đi đâu mà vội, càng nóng vội càng dễ hỏng chuyện. Bản mệnh lưu ý đến sức ảnh hưởng của tiểu hao hung tinh không hề nhỏ, có tiền cần giữ cẩn thận, không nên đầu tư vào các hạng mục mạo hiểm, kẻo tiền một đi không trở lại lại. Vận trình tình cảm của người tuổi Giáp Tý trong tuần này có thăng có trầm, có những lúc tình yêu thăng hoa, nhưng cũng có khi trầm lắng, rất cần những lời chia sẻ, cử chỉ âu yếm dành cho nhau, hôn nhân không phải là nấm mồ của tình yêu, khi cả hai biết trân trọng và chủ động tạo ra những khoảnh khắc lãng mạn. Cuối tuần là thời điểm lý tưởng để hai bạn dành thời gian bên nhau, có thể chia sẻ việc nhà, cùng nhau ra ngoài ăn tối, đi dã ngoại. Cẩm nang vượng vận, quý nhân, tuổi Mùi, tuổi Dậu, tiểu nhân, tuổi Thân, tuổi Hợi, màu sắc may mắn, tím, trắng, con số phát tài, 88, 23, 34. Quý khán giả thân mến, các vật phẩm phong thủy không chỉ là những món đồ trang trí mà còn mang trong mình những ý nghĩa tinh thần sâu sắc. Chúng được lựa chọn dựa trên nguyên tắc của ngũ hành và sự tương tác của năng lượng trong tự nhiên để tạo ra sự cân bằng và hỗ trợ cho cuộc sống của chúng ta. Mặt khác, vật phẩm phong thủy là những món đồ tinh thần mang lại sự hỗ trợ và động viên trong mọi khía cạnh của cuộc sống, là biểu tượng của niềm tin, hy vọng, luôn đồng hành cùng chúng ta trên hành trình phát triển và thành công. Dưới đây là gợi ý các vật phẩm phong thủy từ Minh Đường Tử Vi mà bản mệnh tuổi Giáp Tý sinh năm 1984 có thể cân nhắc để mang về bình an và giải trừ vận hạn cho bản mệnh. Tượng Thiềm Thừ phong thủy. Thiềm Thừ là biểu tượng của tài lộc và yên lành, là vật phẩm may mắn trong công việc làm ăn, sự bình an cho gia chủ tuổi Giáp Tý sinh năm 1984, nên mọi người thường hay dùng để biến xấu thành tốt trong phong thủy nhà cửa hoặc để tặng bà con, bạn bè thân hữu khi có dịp hình sự. Tượng Tỳ Hưu phong thủy.
Tỳ hưu còn có tác dụng trấn nhà để tránh tà khí. Ta đặt tỳ hưu ở các hướng tốt trong nhà như sanh khí, thiên y, diên niên, phục vị, nhất là hướng sinh khí. Thì tỳ hưu có thể làm cho vận mệnh các thành viên trong gia đình tuổi Giáp Tý sinh năm 1984 chuyển biến tốt, vận mệnh tốt, được nâng cao, đuổi tà khí đi và có tác dụng trấn nhà. Vì vậy, tỳ hưu đã trở thành thần bảo vệ cho gia đình, bảo vệ sự bình yên cho ngôi nhà của người tuổi Giáp Tý sinh năm 1984. Tượng chuột phong thủy. Hình ảnh con chuột nằm trên đống tiền hoặc là các thỏi vàng chuột ngậm đồng tiền chính là biểu tượng cầu mong nhận được nhiều phúc lộc tài, mong muốn tài lộc luôn dồi dào, cuộc sống đầy đủ và dư giả hơn cho người tuổi Giáp Tý sinh năm 1984. Hơn thế nữa, nó còn có ngụ ý tài lộc sẽ không ngừng gia tăng, tăng cao hơn, phát đạt hơn. Do đó, nhiều người thường đặt tượng chuột vào huyệt tài lộc ở trong nhà để cầu mong gia đình mình luôn tấn tài, tấn lộc. Tượng khỉ phong thủy. Theo truyền thuyết đời xưa, khi có một sức lực mạnh mẽ, trí não thông minh và lòng nhân từ của nó, chưa chắc con người đã bì kịp, ngoài ra thì còn được coi là con vật may mắn. Từ hầu có nghĩa là con khỉ đồng âm với từ hầu, một tước vị quyền quý, bởi vậy trong nhiều tranh vẽ tượng khỉ, thì hình tượng con khỉ mang ý nghĩa là phong hầu, phong chức tước cho người tuổi Giáp Tý sinh năm 1984. Tượng rồng phong thủy là con vật đứng đầu trong các loài thú lành, nên ngoài việc hóa sát, rồng còn tăng cường phát huy quyền lực, người có chức vụ cao dùng nó có hiệu quả càng lớn. Ngoài ra, rất phù hợp cho người tuổi Giáp Tý sinh năm 1984 làm việc hành chính hoặc hoạt động chính trị, giúp chống lại những lời gièm pha và tăng cường quyền uy. Tượng cá chép phong thủy. Cá chép cũng là một biểu tượng của may mắn, con cá chép có biểu tượng của lòng dũng cảm, vô song trong truyền thuyết, vượt vũ môn để hóa rồng, là tượng trưng cho tính kiên nhẫn, một điều không thể thiếu nếu muốn thành công cho người tuổi Giáp Tý sinh năm 1984. Rùa phong thủy. Rùa phong thủy được coi là một trong bốn loài linh vật trấn giữ bốn phương. Những con rùa canh giữ phương Bắc đại diện cho mệnh thủy và con số một theo quan niệm xưa, phương Bắc là nơi thu hút tiền tài, từ công việc hay kinh doanh, cũng như công danh và sự nghiệp cho người tuổi Giáp Tý sinh năm 1984. Sư tử phong thủy. Nói một cách đơn giản, sư tử phong thủy có tác dụng trừ tà khí, sát khí cho người tuổi Giáp Tý sinh năm 1984. Ý nghĩa của nó đối với tài khí chính là ở điểm có thể bài trừ trở ngại tiền tài, làm cho việc kinh doanh được tăng trưởng. Ngày nay, những nơi sử dụng sư tử phong thủy nhiều nhất là các cơ quan, doanh nghiệp. Người tuổi Giáp Tý sinh năm 1984 đặt một đôi sư tử ngay trước cổng lớn để có thể bài trừ vô số các trở ngại gây ra cho công việc. Quý khán giả thân mến, nhà ở tốt là cung cấp căn nhà trống hoặc chỗ ở của bạn cho những người đi ngang qua hoặc cần giúp đỡ, cung cấp một nơi ở tạm thời, cư mang cho những người vô gia cư, những người sắp sinh con nhưng không có tiền thuê trọ, những người gặp khó khăn không có chốn ở, có công đức lớn lao và tương đương với việc phóng sinh. Chúng ta luôn cảm thấy mình nghèo, chúng ta cũng thường nghĩ rằng từ thiện là bố thí của cải, trên thực tế không phải vậy. Từ thiện không nhất thiết phải là của cải, mà là lời nói và việc làm của bạn trong cuộc sống hàng ngày. Một hành động nhỏ cũng có thể thay đổi vận rủi của bạn và mang lại may mắn, nghiệp tốt và quả báo tốt là do hành động tốt của chính mình tạo ra. Đừng keo kiệt với những lời nói hay việc tốt của mình, hãy giúp đỡ nhiều hơn những người đang gặp khó khăn, an ủi những người đang buồn phiền và khen ngợi những người có công đức hoàn hảo. Nếu bạn có thói quen tốt này, vận may sẽ theo đuổi bạn. Vâng, quý vị thân mến, trên đây là những chia sẻ rất tâm huyết đến từ ban biên tập chương trình về tử vi 7 ngày tới tháng 6 âm lịch 2024 của tuổi Giáp Tý sinh năm 1984. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.